À, con sẽ không sao đâu, cô đừng lo lắng quá. Ủa, bác, bác gái sao rồi? Bác nằm ở phòng nào? Bác đang nằm ở phòng bên này nè. Dạ. Bác, bác sao rồi? Bác làm con lo quá. Con người bác thấy ma con người đó trong chung cư á. Không đứng tim mà chết là còn phước. Bác thật lòng không hiểu gì hết trơn á. Chuyện là sao? Bác kể từ đầu tới đuôi cho con nghe coi. Chuyện là vậy nè. Hai bác tính dẹp quán nhậu đi. Nghe bà Hồng môi giới nói có một căn nhà mới mà lại rẻ nữa. Thị trường bất động sản thì đang đóng băng. Tới 70 mét vuông mà có 650 triệu thôi. Vị trí hướng tốt nữa. Cho nên hai bác muốn mua lại căn nhà đó rồi sửa sang bán kiếm lời. Ai về đâu. Nhà này là nhà tranh chấp, biết không? Hai anh em nó tranh chấp cho nên tòa mới sửa chia đôi. Vì vậy á mới có cái giá đó đó, chứ không phải dễ gì đâu. Nếu như tranh chấp á, tụi tôi mua có ảnh hưởng gì không? Không sao hết trơn á, giấy tờ hẳn hoi luôn. Mà khu phố, phường chứng hết trơn rồi. Mà hai anh chị hợp đồng xong xuôi rồi á mới trả tiền. Mà bà yên tâm đi, tôi đã giới thiệu rồi á thì đảm bảo khỏi lo gì hết trơn á. Bà bảo đảm nha. Được chắc rồi. Chắc chắn nha. Rồi chắc luôn, bây giờ anh chị vô cái nhà nha. Căn này hả? Ừ, căn này. Đẹp lắm á. Được rồi, mở cửa. Anh chị vô coi đi. Sao? Ông bà thấy làm sao? Ông bà cứ xem tự nhiên ha. Rồi rồi. Bà, phòng khách đẹp, cửa hướng Tây, gió vô rất là mát. Nó rất hợp với mệnh của vợ chồng mình nè. Mệt ghê vậy. Mua nhà là để kinh doanh chứ không phải để ở. Hợp hướng với hợp mạng. Mà nè, trời ơi, đi mua nhà làm ơn chê giùm tôi một cái đi. Mua nhà đừng có khen, khen người ta lên giá. Chê đi, chê để bớt, đồng nào đỡ đồng nấy. Trời ơi, lần sau đừng đi theo tôi mua nhà nữa nha. Bực mình. Bà làm tôi mất hứng à. Sao? Ông bà thấy vừa ý chưa? Đẹp quá à, đẹp đúng đâu không? Đẹp, tôi thấy cũng thường thôi, có đẹp gì đâu nè. Giá vậy là rẻ lắm rồi. Đừng có bớt thêm cái gì nữa ha. Nếu được tôi kêu tụi nó qua ký hợp đồng liền ha. Khoan khoan, để tôi coi cho kỹ cái đã. Chứ mua cái nhà chứ đâu phải đi chợ mua bó rau, con cá gì đâu mà. Đúng rồi. Làm gì tới tấp dữ vậy? Bà chị cho tôi xem những giấy tờ có liên quan tới căn nhà này. Ông nhắc tôi mới nhớ nha, tôi bỏ quên ở dưới cốp xe rồi. Để tôi xuống tôi lấy bản photocopy lên cho ông bà coi ha. Lấy giấy tờ đưa tôi coi coi. Nè, bà xem đi. Bà đi rồi tôi mới nói nghe kìa. Đẹp thiệt. Mà giá cả cũng được nữa thấy không? Để mình mua về mình kinh doanh, mình cho thuê lại phải không? Nhưng mà lần sau nhớ nha, đừng có bao giờ khen chê đi nha. Bây giờ xem tiếp được chưa? Đi coi đi. Coi cái bếp nè. Bếp cũng được lắm. Cái này chắc phòng ngủ ha. Được ghê ha. Cái gì vậy? Bà làm cái gì vậy? Cái gì? Má! Cái gì ma trời sáng trưng như vậy mà ma cỏ gì ở đây? Trời ơi, tôi nói thiệt mà. Con ma nó ở trong phòng á. Có thiệt không? Thiệt. Tôi thấy nó ngồi lù lù đối diện với cái giường á. Thiệt không? Thiệt. Chắc không? Trời ơi, vô trong coi đi. Để tôi vô đó xem thử. Đâu? Ma đâu? Có gì đâu? Đâu? Ma đâu? Tôi mới vạch ra có thấy gì đâu? Tôi thấy ngoài cửa. Nè, có thấy gì đâu? Nè, nhìn kìa, thấy không? Đó, thấy chưa? Hồi nãy ở đây mà. Nè, nhìn đi. Đó, có thấy gì đâu? Tôi thấy rõ, hồi nãy rõ ràng tôi thấy đây mà.
Hồi nãy bà ở đâu mà thấy? Tôi đứng tại đây, tôi mở màn thấy rõ ràng. Chắc không? Chắc. Gì vậy? Bà làm tôi bâng khuâng quá. Bà cỏ gì? Bây giờ vậy, bà đứng đây mà thấy ma đúng không? Ừ, thấy ma. Bây giờ bà đứng đó đi. Nhiều khi vô máy chụp hình á, nó hay đứng ở đằng sau đó. Ông chụp hình đi. Nè, để coi có ma không. Cũng có khi tôi thấy mà ông muốn thấy, nhưng mà vô máy chụp hình thấy phải không? Có không? Có không? Bà ơi. Cái gì vậy? Trời đất ơi. Hả? Nguyên con luôn bà ơi. Trời ơi, con ma phải không? Con Ngọc Cầm. Vụ gì? Làm tôi hết hồn à? Bà mới làm tôi hết hồn á. Ai biết đâu. Có gì đâu. Tôi không biết, hồi nãy tự nhiên tôi vô tôi thấy, không biết sao nữa. Ma có cái gì? Nè, tôi đem giấy tờ tới rồi nè. Thôi. Bảo quà đó. Bà đây. Để tôi ra tôi coi giấy tờ nhà. Rõ ràng nãy mình thấy gần cửa sổ mà. Sao giờ tự nhiên ông thấy vậy ta? Hay là mình bị hoa mắt? Coi lại lần nữa coi. Cái gì vậy bà? Chuyện gì vậy? Hả? Bà ơi. Chuyện gì? Bà ơi. Chuyện gì vậy bà? Bà ơi. Chuyện là như vậy đó. Đúng là không nên coi thường mấy chỗ lạ. Tại con mẹ Hồng nó giới thiệu bậy bạ. Lúc đầu bác nghi là làm gì có căn nhà nào mà rẻ mà ngon dữ vậy. Bà Nguyễn Thị Kim Hoa bị sát hại tại ngôi nhà đó vào 6 tháng trước. Hiện tại chúng tôi vẫn chưa tìm được hung thủ và hung khí gây án. Tại sao các anh lại có hứng thú với vụ án này vậy? Thật sự chúng tôi xin lỗi nếu như điều đó gây hiểu lầm không tốt cho mối quan hệ đồng nghiệp hai bên. Thật ra thì gia đình của Ngọc Hân đây có liên quan tới vụ mua bán ngôi nhà đó. Nhưng mà nghe nói là có ma, cho nên chúng tôi mới hỏi anh để được giúp đỡ. Chứ chúng tôi biết một điều là can dự vào việc nội bộ thì không hay lắm. Không sao, tôi hiểu rồi. Nếu có thêm người phụ giúp việc tìm hung thủ thì quá tốt. Hiện tại chúng tôi đang đau đầu vụ này đây. Cấp trên đang hỏi nhưng chúng tôi vẫn chưa có manh mối gì mới cả. Vậy bên anh đã điều tra được chuyện gì? Có thể cho chúng tôi tham khảo được không? Đây là hình ảnh hiện trường lúc đó. Nạn nhân bị một vật nhọn đâm làm 8 nhát, trong đó có một nhát chí mạng ngay tim. Đây là vết gì vậy? Đây là vết dầu thực vật. Nhưng những dấu trên tường thì bây giờ chúng tôi vẫn chưa rõ. Có thể hung thủ đã lau chùi những vết tích. Ngoài ra bà Nguyễn Thị Kim Hoa cũng mất đi một số nữ trang có giá trị. Đây có thể là một vụ cướp. Không có nhân chứng nào nhận diện được hung thủ sao? Hôm đó là ngày trời đổ mưa. Bảo vệ và giữ xe không ai nhận dạng được người ra vào. Ai cũng đội nón mặc áo mưa kín mít. Chung cư lại không có hệ thống camera. Và nạn nhân vốn sống khép kín, ít qua lại với mọi người xung quanh, và hàng xóm cũng không ưa gì nạn nhân, cho nên chúng tôi hoàn toàn mù tịt về nhận dạng hung thủ. Mấy anh vô đi. Nhà làm gì có ma? Mấy anh nghe người ta nói rồi đụng lung tung. Thiệt tình. Mà chắc bác của cô á, nghe người ta đụng lung tung, rồi thần hồn ác thần tính. Toàn là bà Tám không à. Xin lỗi vì đã làm phiền anh. Rồi có gì á, công bố với báo chí giùm. Chứ cái kiểu này làm sao tôi bán nhà được. Mà tôi khỏi đi.
công bố với báo chí chẳng khác nào lại ông tôi ở bùi này. Tôi chỉ cần nói với mấy bà Tám ở đây á, im miệng là được rồi. Nhưng mà tại sao lại muốn bán căn nhà này đi? Thì hồi đó má tôi chia cho hai anh em tôi. Bây giờ má tôi chết rồi. Với lại tôi cũng cần vốn để làm ăn nữa. Anh Cường. Anh Cường. Anh Cường ơi. Hả? Sao? Nhà này mấy tháng rồi không ai ở. Sao cây vẫn xanh? Rồi còn ra qua nữa chứ. Anh thấy cũng bình thường thôi mà. Cái chậu hoa này ở lan can, ở trên phơi đồ sẽ nhiễu nước xuống, lúc nào cũng ẩm cho nên cây xanh tốt thôi. Bên đó có một đường thông ra ngoài, rất khác so với những thiết kế của các nhà khác. Anh giải thích sao về việc này? À, cái đó là do má của tôi. Bà đi xem thì bà gì cũng biết. Nói là chỗ cửa sau mới làm ăn được. Nhưng mà rồi á, chưa thấy may mắn đâu, là thấy gặp chuyện rồi. Đà môn tắc đà khẩu mà, tôi nói bà đâu có tin. Chí Kiên ơi, có chuyện gì? Anh qua đây. Có cái gì nè? Phải về xét nghiệm mới biết nó là cái gì. Thank you.
Thưa mọi người, đây là mô phỏng kiến trúc của căn hộ 404. Căn hộ này gồm 4 phần riêng biệt, trong đó có 2 phòng ngủ, 1 phòng khách và 1 phòng bếp. Nhưng mà có một điều rất là đặc biệt. Đây, phòng ngủ thứ 2 cũng chính là phòng ngủ của nạn nhân. Mà trong phòng ngủ đó lại có một hướng cửa sau hướng ra nhà bếp, và trong nhà bếp lại có một hướng trổ ra cầu thang bộ. Vậy nếu hung thủ sát hại nạn nhân và tẩu thoát theo hướng cầu thang bộ thì đúng là khó có ai thấy thật. Vậy thì hắn có vẻ rất rành về kiến trúc ngôi nhà, không loại trừ khả năng hắn là người nhà của nạn nhân hoặc là người quen của gia đình nạn nhân. Theo báo cáo của Trung tá Dũng thì nạn nhân bị đâm 8 nhát. Nhưng theo suy đoán của tôi thì nạn nhân bị đâm 7 nhát thôi. Mọi người nhìn xem. Có hai vết đâm rất khác với những vết đâm khác, là vì hai nhát này độ dày của hung thủ để lại mỏng hơn, và nó cũng có chiều cùng nhau nhưng hơi so le một tí. Ngoài ra nó còn kéo dài ở đuôi vết thương, tạo thành một vết xước nhỏ. Theo phán đoán thì hung khí có thể là một cây kéo dài khoảng 25cm, dày 3mm và rộng khoảng 1,5cm theo chiều ngang. Theo báo cáo thì trên tay phải của nạn nhân có vết dầu và trên tường cũng có vết dơ. Theo xét nghiệm của chúng tôi thì vết dơ ở trên tường trùng khớp với vết dầu trên tay của nạn nhân. Thành phần của mẫu vật tìm thấy ở cầu thang bộ gồm có các hợp chất là gelatin, glycerin và chất tạo màu như là iron oxide, sắt oxide, magie, titan dioxide. Các đồng chí lưu ý là các chất tạo màu như sắt oxide, iron oxide và titan dioxide thì thường có trong thành phần của mỹ phẩm. Vậy những chất này kết hợp với nhau để làm gì? Thực ra nó chỉ đóng vai trò giống như là chất kết dính, giống như là một dạng keo. Hay là mình trả nhà cho chú Trí đi. Cứ như vậy. Đàn bà biết cái gì mà nói. Ăn cơm đi. Nhưng mà má cũng nói là nhà đó để lại cho chú Trí mà. Ai nói với cô má tôi nói như vậy? Đừng nghe cái thằng đồng bóng đi nói lung tung. Nhà đó là của Trung, ai cũng có phần hết, biết chưa? Đây nè, nhà trước kìa anh ơi. Ừ, cảm ơn em. Vậy hả? Cảm ơn em. Dạ. Ê, qua đây qua đây. Ủa ai vậy? Ủa ai biết. Sao mày không hỏi? Bà cũng nhiều chuyện nữa. Cái thằng thiệt. Có ai nhà không? Chào anh. Hai anh tìm ai? Anh Trần Cao Trí ở đây đúng không? Phải, nhưng nó không có nhà. Chúng tôi là cảnh sát hình sự, đang điều tra về vụ án cái chết của bà Nguyễn Thị Kim Qua, tức là mẹ của anh Cao Trí, và một số hiện tượng kỳ lạ ở căn hộ của mẹ anh ta. Chúng tôi muốn mời anh Trí về để hợp tác điều tra. Sao anh không gọi trực tiếp cho nó? Chúng tôi đã gọi rồi nhưng mà không liên lạc được. Anh là gì của anh Trí? Anh có biết anh Trí đang ở đâu không? Chắc là nó đang đi phim rồi. Tôi là bạn của Cao Trí. Tôi tên là Quốc Trường, làm họa sĩ thiết kế đoàn phim. Tôi thường ghé ở chung với Trí trong những ngày đi làm việc về khuya. Tôi nhìn anh thấy quen lắm. Hình như là ở chung cư 405 tôi gặp qua anh một lần rồi hay sao? À, đó là nhà của ba mẹ tôi. Cảnh quay này á, anh cũng phải tập trung vô. Dạ. Dạ được rồi. Hơi khó. Dạ. Đây nè, khúc này nè. Em biết rồi. Anh em ơi, khẩn trương lên anh em ơi. Lịch bữa nay còn nhiều lắm đó.
Thủy ơi, xong chưa? Phó đạo diễn. Xong rồi. Làm gì mà gọi không được vậy? Anh nghĩ mình vừa thấy như hình ảnh vừa rồi, chắc họ là một cặp đó. Chuẩn bị xong chưa? Thì lặt rau xong đi. Anh xui. Anh Sĩ có nghe khi trái tim mình hòa chung một nhịp hay không? Hay là những lúc về khuya khi đang điều tra như vậy, em dọn qua ở chung với anh nha. Thằng quỷ, nói chuyện nghe phát gớm, muốn ói luôn nè. Em nói mà em còn muốn ói nữa nè. Hay quá ha. Chọc người ta cho cố vào đi. Nay mai bị như vậy là quả báo đó. Không, yên tâm đi, em cực kỳ tốt giống luôn. Em chỉ lo em vớt phải cô vợ chuyển giới thôi. Ok, rồi em sẽ gặp thôi. Người ta nói nha, ghét của nào, trời trao của đó. Quỷ sứ. Anh cũng vậy đó. Đi. Máy chạy. Không thể như vậy được. Không bao giờ. Không bao giờ. Ok cắt. Đổi phân đoạn máy anh em ơi. Trí ơi, có điện thoại. Dạ. Alo. Sao nãy giờ em gọi anh không được vậy? Anh đang định gọi cho em nè. Gọi số nào cũng không được. Bực bội hết sức à. Số 9 thỉnh khóa rồi. Bị fan làm phiền hoài à. Còn số này anh đang bận diễn mà, không thể nghe máy được. Công an đang tìm đó. Hả? Có chuyện gì vậy? Có nói gì không đó? Tất nhiên là không rồi. Tự mình lo liệu đi. Mới nhắc mà Tào Tháo tới rồi kìa. Thôi, anh cúp máy nha. Chào anh Trí. Chúng tôi bên phòng cảnh sát hình sự đang điều tra về cái chết của mẹ anh là bà Nguyễn Thị Kim Qua. Mong anh hợp tác với chúng tôi. Được, mấy anh cần gì ở tôi? Theo chúng tôi được biết thì quan hệ giữa anh và mẹ anh không được tốt lắm, có đúng không? Mẹ tôi rất thương tôi. Tại sao anh với bà không sống chung với nhau? Do công việc của tôi phải đi về thất thường, mẹ tôi thì khó ngủ, nên tôi thuê nhà ở ngoài cho tiện. Nhưng mà theo hàng xóm kể lại, trước ngày xảy ra vụ án, anh và mẹ anh từng cãi nhau dữ dội, có đúng không? Thì gia đình nào mà không có lục đục. Không phải vì chuyện này mà hai anh nghi ngờ tôi liên quan tới cái chết của mẹ tôi đó chứ? Đương nhiên, chúng tôi có quyền nghi ngờ tất cả các dữ kiện. Và để tránh những nghi ngờ của chúng tôi thì yêu cầu anh phải hợp tác để giải tỏa những thắc mắc của chúng tôi. Vậy thôi. Được, tôi hiểu. Vậy anh hãy nói hôm đó anh và mẹ anh cãi nhau về chuyện gì. Mang nước. Cô này cần của máy về rồi kìa. Nè, ngồi đi. Dạ con chào bác. Em chào anh. Má gọi con về có gì không? Nghe nói là hai đứa bay thuê phòng ở ngoài sống chung với nhau phải không? Dạ, để tiện cho công việc mà má. Tìm việc cái gì? Đừng có qua mặt tao nha. Trường à, bác không ngờ á, hai đứa bay chơi thân nhau từ thuở nhỏ, lại cùng xóm nữa. Lâu nay thấy hai đứa bay chơi thân nhau thì bác mừng, nhưng mà bác không ngờ hai đứa bay lại như vậy. Má à, má nói cái gì vậy? Bây giờ tụi bay nổi tiếng quá rồi, báo chí đang ầm ầm lên kìa. Mọi người nghe tin mấy chuyện đó làm gì? Chỉ là tờ báo lát cải thôi mà. Không quan tâm hả? Không có lửa thì làm sao có khói. Tao nghe chuyện này lâu lắm rồi. Anh hai à, thực chất á, anh chỉ muốn hại uy tín của em để lấy lòng má, kêu má bán nhà chia cho anh thôi đúng không? Mày, em cũng đâu có ý tranh chấp với anh đâu. Anh đâu cần phải bày ra nhiều trò như vậy chứ. Mà có đúng như vậy hay không chứ? Dạ.
Con xin lỗi. Thực chất coi như vậy. Đúng. Đúng là cái nhà này hết phúc rồi thiệt mà. Nếu như mà má nói như vậy rồi thì coi như không có đứa con này đi. Con sẽ không về đây nữa, để má không phải xấu hổ với mọi người. Mày đi luôn đi. Mất dạy. Mày giờ giỏi quá ha. Bố tao chết mày đừng có về cái nhà này. Căn nhà này nè, tao sẽ không chia cho mày đâu. Má. Đó. Tụi mày thấy chưa? Lần đó là lần cuối cùng tôi gặp má tôi. Bởi trong lúc tôi đi lưu diễn thì nghe tin má tôi bị giết chết. À, xin lỗi chị, tôi có thể mượn cái này được không? Dạ. Anh Sĩ, anh xem. Rồi anh em chuẩn bị cảnh tiếp theo nha. Dạ. Sao? Có đúng vậy không? Đúng vậy. Nó giống như mẫu vật mà mình đã tìm thấy ở hiện trường. Cả Quốc Trường và Cao Trí đều làm việc trong đoàn làm phim. Có khi nào họ dọ ma để nhát người đi mua nhà không anh? Phải, là tôi làm đó. Nhưng thực chất căn nhà đó là của tôi mà. Chính anh ta vì lợi ích riêng mà nỡ chia rẽ tình cảm gia đình. Đáng lẽ tôi không thèm tranh chấp cái nhà đó đâu, nhưng tôi ghét cái thói tham lam của anh mình. Anh có biết làm như vậy là cố ý chiếm đoạt tài sản của người khác không? Khi mà má anh mất không có di chúc, tòa đã tuyên bố căn nhà đó là tài sản của hai anh em. Nhưng má tôi cho tôi căn nhà đó mà. Chị Dung cũng có chứng kiến mà. Chị Dung là ai? Thì vợ của anh trai tôi đó. Chẳng qua chị sợ ảnh nên chị không dám nói ra thôi. Khi mà anh giả ma, anh được sự hỗ trợ của Nguyễn Quốc Trường nữa có đúng không? Phải. Chúng tôi muốn hỏi anh một câu hỏi hơi riêng tư. Quan hệ của anh và anh Quốc Trường là như thế nào? Anh hãy thành thật trả lời cho chúng tôi. Vì sau khi điều tra cái chết của má anh, tức là bà Nguyễn Thị Kim Hoa, hung thủ rất rành về kiến trúc của ngôi nhà. Không phải là anh ta. Mấy người hiểu lầm hết rồi. Hôm má tôi chết, chúng tôi cùng đi biểu diễn ở Đà Lạt, nên hung thủ không thể nào là anh ta được. Các anh em trong đoàn có thể làm chứng cho chúng tôi mà. Mời hai anh uống nước. Cảm ơn chị. Được rồi. Dạ mời anh uống nước. Ừ, cảm ơn chị. Lúc trước má chồng có nói với tôi là sẽ để cho chú Trí căn nhà đó, vì vợ chồng chúng tôi đã có cơ ngơi rồi. Với lại vợ chồng chúng tôi cũng không phải thiếu thốn gì. Nhưng chồng tôi thì... Thấy quan hệ của chị và em chồng có vẻ tốt. Dạ,
đúng vậy, chú rất tốt nữa là khác. Chú Trí rất là thương tôi, chú ấy thường hay an ủi tôi mỗi khi má chồng. Giữa chị và má chồng chị có vấn đề thì phải? Không, không có vấn đề gì đâu. Má chồng rất là thương tôi, bà ấy đối xử với tôi rất tốt, vì chồng tôi là con lớn mà. Chẳng qua là má chồng tôi có tuổi, cho nên cũng hơi hà khắc với tôi một chút xíu. Nhưng mà không sao, má chồng rất là thương tôi, vì ba má của tôi cũng đã mất. Tôi coi má chồng của tôi như là má ruột của mình vậy đó. Vậy hả? Vậy cho tôi hỏi, từ 19 giờ đến 21 giờ ngày 23 tháng 9, tức là rằm âm lịch, chồng chị đi đâu? Anh ấy đi công tác ở Vũng Tàu. Tại vì chồng tôi là công nhân dầu khí mà, một tháng chỉ về nhà có một lần thôi. Không lẽ hai anh nghi ngờ chồng tôi có dính dáng đến vụ án này hả? Không phải, nhưng mà chúng tôi cần xác định lại mọi thông tin, có như vậy thì mới sớm tìm ra hung thủ được. Được rồi, cảm ơn anh. Trai ơi, cho em hỏi thăm tí. Hỏi gì anh? Anh sống ở gần đây, chắc là anh biết chuyện gia đình của anh Nhân như thế nào mà đúng không? Biết chứ. Quan hệ không được tốt. Không được tốt hả? Sao anh lại khẳng định như vậy? Từ lúc họ chuyển về đây đã có chuyện rồi. Má chồng thì chèn ép con dâu, còn ông chồng thì đã đập vợ mấy lần rồi. Có chuyện đó nữa sao anh? Có chứ, sốc này ai mà chẳng biết. Cảm ơn anh. Không có gì. Ai? Người đàn bà đó hả? Trời ơi, khó chịu dữ lắm. Bà, tối ngày cứ lo đi kiếm chuyện với hàng xóm không à. Làm sao mà tốt được với con dâu của bà? Tôi á nói cái này ra, không phải là tôi nói xấu gì cái người đã khuất, nhưng mà tôi nói thiệt á, không ai á thích bà hết trơn á. Cả chung cư này á tránh xa bà hết rồi. Cảm ơn chị. Ngày hôm đó đó hả? Tôi thấy Mỹ Dung có mang bánh ra ngoài, xong rồi á có quay trở lại đây. Sao chị lại nhớ kỹ vậy? Nhớ chứ, tại vì hôm đó cô ta có cái gì khang khác á. Chị có chắc không? Dung. Dạ. Ủa, em mang bánh đi đâu vậy? Cái này em xin chị quản lý rồi, chị yên tâm đi. Bánh này em đã trả tiền, không có ăn cắp của tiệm đâu mà chị lo. Không phải, ý chị nói là bánh bây giờ ở ngoài đường khuyến mãi nhiều rồi, sao em không mua? Mà sao em đem tặng bánh giờ này? Chị coi đó, em bận từ sáng tới tối, có lúc nào rảnh đâu. Thôi em đi nha. Em đi đi. Thì đó, thì cô ta tôi thấy khoảng 3 tiếng sau thì thấy cổ quay lại, tóc tai thì rối mù. Lúc đó công việc của tôi lu bu quá, cho nên là cũng không có hỏi thăm gì được. Mà mấy ngày sau thì tôi nghe tin là má chồng của cô ta bị cướp giết chết. Thôi được rồi, khi nào mà cần thêm thông tin gì chúng tôi sẽ mời chị lên để hỗ trợ điều tra. Được rồi, giúp các anh là trách nhiệm của công dân mà. Cảm ơn chị. Dạ. Mình đi. Báo cáo anh, Trần Cao Nhân thì vào ngày nạn nhân chết được xác minh là đang ở Vũng Tàu. Còn Cao Trí và bạn tình của anh ta là Quốc Trường cũng được xác minh là đang đi diễn. Vậy thì họ hoàn toàn không có động cơ gì để giết chết mẹ mình. Nhưng ngược lại, theo điều tra thì vợ của anh Trần Cao Nhân có quan hệ không tốt với nạn nhân, tức là má chồng của mình. Chị ta thì làm ở tiệm bánh. Có khi nào chị ta có liên quan tới vụ án này hay không? Cứ điều tra theo hướng Hạo, chúng ta không được bỏ sót bất cứ tình huống gì. Bởi vì vụ án xảy ra đã khá lâu, manh mối còn lại rất là ít. Chúng ta không được bỏ sót dù là nhỏ nhất. Rõ. Chào chị.
Sao chị có mặt ở đây? Thì tôi thấy nhà bụi bặm quá nên tôi qua tôi dọn dẹp thôi. Mà các anh chị đi đâu đây? Chị không sợ ma à? Ma? Thời buổi này làm gì có ma? Ai mà mê tính nhiều ra như vậy? Tôi nghĩ là có ma đó. Và chính con ma đó đã dẫn tôi đến đây để tìm ra hung khí mà hung thủ đã gây án. Vậy hả? Vậy thì tốt quá. Rồi mọi người tìm được ở đâu? Chị đang tính cầm cái chậu hoa, cầm túi cầu này đi đâu vậy? Cái này hả? Tôi tính đem về nhà trồng. Tại má chồng tôi thích những chậu hoa này lắm. Nếu để chúng chết đó, thì má tôi sẽ buồn lắm. Vậy sao? Cũng may là lúc còn sống, má chồng của chị rất thích hoa cầm túi cầu. Chính vì vậy, bà chết đi, linh hồn bà đã nhập vào hoa cầm túi cầu này và báo cho tôi biết hung thủ đang sống ung dung ngoài vòng pháp luật. Anh nói gì vậy? Tôi không hiểu. Rồi chị sẽ hiểu. Đúng như tôi đã phán đoán, để phát hiện được sự bất thường này thì tôi phải cảm ơn buổi sinh nhật tối hôm qua của anh Nguyên. Màu sắc của hoa cẩm tú cầu thay đổi theo độ pH của đất. Chỉ cần cho kim loại vô môi trường đất, ví dụ như chúng ta chỉ cần cắm những cái đinh sắt vào chậu hoa cẩm tú cầu, cái đinh sắt reset sẽ làm giảm độ pH của đất, hoa cẩm tú cầu sẽ chuyển sang màu xanh. Tôi thấy ở nhà chị là có 3 chậu cẩm tú cầu, 2 chậu màu hồng, 1 chậu màu xanh. Chính vì vậy mà tôi dẫn theo tất cả anh em lên đây để xem sự khác biệt, sự đổi màu của hoa cẩm tú cầu này. Và đây, đây chính là hung khí mà chị đã gây án, đúng không? Cậu giỏi lắm. Phải. Tôi giết bà ta đó. Bà ta đáng chết. Chính bà ta ép tôi, không phải tôi. Yêu cầu chị cho lời khai thật chính xác nguyên nhân và tình hình ngày hôm đó. Khi tôi mới về làm dâu nhà này, đã không có một ngày nào yên với bà ta. Cực khổ lắm. Vợ chồng tôi mới có tiền mua được cái nhà riêng. Đó là công sức của vợ chồng tôi mà, chứ không phải là của gia đình chồng tôi. Vậy tại sao bà ta gán ghép tôi hoài vậy? Ép bức tôi hoài vậy? Tôi cũng có ba mẹ. Ba mẹ tôi đẻ con muộn, có một mình tôi là con gái à. Gia đình tôi nghèo khó, ba mẹ tôi phải nhịn ăn để dùng cơm nuôi tôi lớn từng ngày. Nhờ có tình thương bao la của ba mẹ mà tôi mới trưởng thành được đến ngày hôm nay. Lấy chồng được 3 năm thì ba của tôi đã mất vì bệnh ung thư gan. Sau khi ba tôi mất, sức khỏe của má cũng yếu dần. Rồi 4 năm sau, má cũng đi theo ba vì bệnh suy thận cấp. Tôi trở thành một đứa trẻ mồ côi, không có người thân ở bên cạnh. Anh nè. Hả? Em muốn xin anh một chuyện. Chuyện gì vậy em? Em thấy trên đây còn một khoảng trống. Em muốn xin anh cho phép đem hình ông bà ngoại về để thờ. Chứ ba má cũng còn có một mình em mà. Ngày trước em với anh còn sống chung với ba má, em không có dám xin. Còn bây giờ vợ chồng mình ra riêng rồi, anh cho phép em đem hình ba má về để thờ nha. Được không? Má. Thờ cái gì mà thờ? Mày là cái gì ở đây mà mày đòi thờ ba má mày ở đây chứ?
con gái lấy chồng là phải theo chồng, hiểu chưa? Còn mày nữa, tao không ngờ mày là đàn ông mà không biết dạy vợ. Mày để, mày thờ ba mẹ vợ mày trên đầu. Má. Còn ba mẹ ruột của mày, mày để dưới chân. Trong khi đó, tao còn sống sờ sờ ra đây. Mày chưa báo hiếu mà mày đòi đi báo hiếu người đã chết. Đúng là cái nhà vô phúc thiệt, mới lấy được cái loại con dâu như cô. Má. Cái thứ vô học. Má. Rác rưởi. Ba mẹ cô chẳng ra gì, cho nên mới đẻ được cái thứ con gái như cô, ngu như cô. Ba mẹ cô không biết dạy cô hả? Hèn chi mà ông trời không cho đẻ được đứa con trai. Má. Để rồi bây giờ không có người lo nhang khói. Má, má xúc phạm con như thế nào cũng được, nhưng con xin má, má đừng có đụng chạm đến người chết được không? Mày hả? Trời ơi má ơi, má làm cái gì vậy má? Má nói vậy sao? Con xin má mà. Tôi có dạy, mày coi đó. Nó đối xử với tao như vậy đó. Trời, con ơi là con. Uổng công tao nuôi mày tới giờ này, rồi bây giờ mày dạy vợ mày đối xử với tao như vậy đó. Con ơi là con. Má, má má, má ngồi xuống đây đi má. Thấy chưa, cô nghe thấy chưa hả? Ba má của cô đem về nhà của thợ đi. Tại sao cô đem về nhà trọng thợ hả? Anh, mày nghe chưa? Hãy con kia. Dung. Dạ. Ủa em mang bánh đi đâu vậy? À, cái này em xin chị quản lý rồi. Chị yên tâm đi, bánh này em đã trả tiền, không có ăn cắp của tiệm đâu mà chị lo. Không phải, ý chị nói là bánh bây giờ ở ngoài đường đầy rẫy rồi, khuyến mãi đầy đó, mà em đem tặng về này làm chi? Chị coi đó, em bận từ sáng tới tối, có lúc nào rảnh đâu. Thôi em đi nha. À, em đi đi. Nước đã tràn ly, tôi không thể nhẫn nhịn hơn được nữa. Chính bà ta. Từ sau ngày đó, mẹ chồng luôn nhiếc móc tôi cái tội láo. Ghét tôi, bà ghét các cháu. Nhưng phận con dâu, dù chồng không bảo, nhưng các ngày lễ tôi đều quà cáp, bởi tôi coi đó là bổn phận. Hôm đó là ngày rằm, trời đổ mưa to, nên tôi đi theo lối thang bộ lên vì cũng khá gần, mà căn hộ cũng không cao lắm. Thưa má, con mới về. À, má, hôm nay con có mua bánh về cho má nè. Tưởng cái gì, ba cái bánh hạ giá ngoài đường á, cô đem về cô thí cho tôi đó hả? Đem về cho ba má cô ăn đi. Cái ông bà già cô đó, tôi có chết đói. Dạ, đâu phải đâu má. Bánh này là con mua ở tiệm con làm, có thương hiệu đàng hoàng, chứ đâu phải là bánh ở ngoài đường, ngoài chợ đâu má. Má, má giận con hả? Tại bữa giờ con cũng bận việc ở tiệm quá, còn chồng con thì đi công tác, còn có mình con với mấy đứa nhỏ à. Má đừng có buồn, đừng có giận con nha. Má ơi, thí dụ mà con á, có làm gì sai thì má cứ la cứ nói, rồi chỉ dạy cho con để con sửa. Chứ má đừng có lôi ba mẹ con ra rồi má nói như vậy. Má có thấy như vậy là quá đáng lắm không? Quá đáng hả? Tao muốn nói gì thì nói, mặc kệ tao. Đồ mất dạy, mày qua đây mày dạy đời tao hả? Cái đồ mất dạy, đồ láo xược. Mày ăn đi, mày đang về nhà mày ăn đi. Tao nói chuyện mày nha. Má má mày không dạy mày, để tao dạy mày. Cái đồ mất dạy hả? Mày dạy đời tao hả? Để tao dạy mày nè. Mày tránh ra đi. Mày vừa phải thôi chứ. Khốn nè, khốn nè. Mất dạy.
vậy? Chửi tao, dám đánh tao hả? Láo xược, đồ mất dạy. Chính bà ta ép tôi. Không phải tôi không muốn như vậy. Tôi không muốn giết người. Thật sự tôi không muốn giết người. Tôi không muốn giết người đâu. Mấy người đừng bắt tôi. Tôi không muốn giết người. Mấy người đừng bắt tôi. Tôi không muốn giết người mà. Chính bà ta. Nhưng mà chị không ngờ cây hoa cẩm tú cầu này mấy tháng trời không ai chăm sóc vẫn tươi tốt và ra hoa. Nó đã tố cáo tội ác của chị, có đúng vậy không? Bây giờ thì tôi đã tin, đúng là
lấy trời làm lộng mà. Chị đứng lên. Đi, có chuyện gì vậy mọi người? Ủa, không phải mọi người đến đây để bắt ma sao? Sao lại còng tay vợ tôi? Vậy đi. Anh à, xin mời anh theo chúng tôi về đồn, anh sẽ được giải thích tường tận hơn. Đi. Em, có chuyện gì vậy em? Chị Kiên, em hãy nhanh chóng hoàn tất báo cáo để anh chuyển sang cho tổ của anh Dũng. Rõ. Nhiệm vụ của chúng ta đã xong.